gia đình của siêu phàm đã vào căn cứ rác của đảo bụi ta thì đừng hòng thoát được. Nguy rồi, đảo rác đang tiến về hướng thành phố. Hút thật nhiều rác vào, bắn tên đắp cho ta. Sữa uống dinh dưỡng Quân Men Nhật mới, bổ sung chủng men nguồn gốc Nhật Bản, giúp hỗ trợ sức khỏe đường ruột, tăng cường miễn dịch. Hả? Tại sao lại xảy ra cháy rừng thế này? Lửa lớn quá. Phải nghĩ ra cách dập lửa ngay, nếu không đám cháy sẽ lan sang các khu vực khác mất. Ừ. À, con vừa nghĩ ra một ý. Anh hai hãy chạy thật nhanh xung quanh đám cháy đi. Yes. Đám cháy đang yếu đi kìa. Sao hay vậy con gái? Cơn lốc xung quanh đám cháy của anh chớp chớp đã hút không khí ra bên ngoài. Nghĩa là không có oxy thì đám cháy sẽ không duy trì được nữa. Con gái của bà giỏi quá. Anh mỏi chân quá tắm thuốc ơi. Cả nhà mình cùng uống túi Queen Sô-cô-la năng lượng thần kỳ nóng hổi để có siêu tốc độ hỗ trợ chớp chớp một chân nào. Nhờ mẹ tinh mắt, đám cháy mới được phát hiện kịp thời. Biện pháp dập lửa của con gái cũng rất thông minh. Nhờ nhanh nhanh chớp chớp nên con mới nhảy ra đó. Đúng vậy, đúng vậy. Tất cả là nhờ anh hai. Vậy còn ba, mấy mẹ con phải khen ba nữa chứ. Cun Cun ơi, cả nhà đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nha. Không ổn rồi, gia đình Cun siêu phàm ơi. Tin nóng hổi, hiện nay trên thế giới rất nhiều khu rừng đột nhiên bốc cháy mà không rõ nguyên do. Những nỗ lực khống chế đám cháy không mang lại nhiều hiệu quả. Ê, tiến sĩ Đơn, có ai đang phóng hỏa cả trái đất nè? Ghê thiệt á. Ai gì mà ai, là tiến sĩ Đơn ta chứ ai nữa. Ngươi nhìn đi, âm mưu của ta vô cùng hoàn hảo. Ta đã đồng loạt gây ra rất nhiều vụ cháy trên khắp trái đất để xem gia đình Quân siêu phàm có ba đầu sáu tay dập hết được gần ấy vụ hỏa hoạn được không? Tất nhiên là không rồi. Gia đình Quân siêu phàm thì phải có bốn đầu sáu tay chứ. Yeah. Chúng ta cố gắng mãi mới dập xong một đám cháy. Giờ làm sao mà dập được nhiều đám cháy như vậy? Mọi người bình tĩnh lại. Hoảng quá thì không suy nghĩ được gì đâu. Cả nhà uống nước trái cây Quân năng lượng thần kỳ vị ổi mát lạnh đi nè. Thiệt là mát lạnh sảng khoái quá đi. Nhờ vật liệu Ecolin đến từ tương lai mà chúng ta có thể làm ra được kem nước trái cây Cool vị ổi nè. Ủa? À đúng rồi, vật liệu Ecolin. Sao em lại không nghĩ đến vậy? Cả nhà ơi, còn có cách rồi. Kế hoạch này hay quá, bà nhất trí. Vậy thì cả nhà mình nhanh chóng tiến hành thôi. Dạ. Quỳnh bằng giá dập lửa của tám tuốt đã thành công. Mẹ đã hoàn toàn khống chế được đám cháy rồi. Tiến lên bà Mu ơi. Bà Mu đừng sợ. Chúng ta được bảo vệ bởi màn trắng làm từ vật liệu Ecolin đến từ tương lai mà. Mu. Đã nạp năng lượng, giờ thì hãy xem tia chớp Quân trái cây băng giá đây. Cả nhà đều thành công rồi, mình cũng phải cố gắng mới được. Các đồng nghiệp thân mến,
hãy cạn sữa cun để chúc mừng âm mưu của ta đã thành công rực rỡ. Vô! Hả? Sao các đám cháy lại tắt hết thế này? Kiểm tra hệ thống. Mau báo cáo tình hình. Đám cháy bị ba bự dập tắt hết rồi ạ. Không thể thấy được. Vậy ngươi mau lập tức sang cánh rừng khác đốt chỗ cho ta. Ta vẫn còn những con robot khác. Thế thì 009 kết nối với 009. Kết nối với 009. Thế còn 0010, 0010 ở đâu rồi? Nghe rõ trả lời. 0010 ở đâu rồi? Nghe rõ trả lời. Vậy là âm mưu dữ chưa? Bày đặt lên mặt với lão bụi ta. Học cho lắm rồi cũng chỉ có vậy. Không thể nào. Làm sao bọn chúng có thể dập tắt tất cả đám cháy trong một thời gian ngắn như vậy được? Chẳng lẽ gia đình Kun siêu phàm đã nắm giữ thứ sức mạnh bí mật nào đó? Hội Hắc Ám bắt đầu nghi ngờ về sức mạnh từ tương lai. Liệu gia đình Kun siêu phàm có đang gặp nguy hiểm? Các bạn hãy đón xem tập 5 Trái đất hậu tận thế trên kênh Love Kun nhé. Sữa uống dinh dưỡng Kun men Nhật mới, bổ sung chủng men nguồn gốc Nhật Bản, giúp hỗ trợ sức khỏe đường ruột, tăng cường miễn dịch.